Hello everyone, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Hello Slayball, ACT2. Let's go. Ok, đây là một tựa game 3D rất là hay và hot trong những tháng vừa qua. Và tựa game này thì nó hơi lặng một chút, cho nên khi vào game các bạn phải đợi một chút nha. Let's go. Và mình sẽ phải nhờ một người đến mở khóa cho mình. Ok, anh ta đã mở khóa rồi. Let's go. Mãi cái này không được. Ông ta đang chuẩn bị vào đây. Chạy thôi. Rồi sau đó thì mình sẽ mở con ốc ở đây ra. Ông ta phát hiện ra mình rồi. Chạy ngay. Rồi mình sẽ nhảy lên đây. Sau đó mình sẽ cho cái này vào để tháo nước hết nước ra. Nước ở trên tầng. Chúng ta tạo thành một cái bể. Ok, let's go. Một cái xẻng, ok. Ông ta đang ở ngoài đây. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ông ta vào trong nhà. Rồi, tiếp tục mình sẽ lấy chiếc chìa khóa đây. Oh my gosh. Let's go.
Rồi, và bây giờ mình sẽ phải đợi ông ta ra ngoài, ra vườn. Rồi, ông ta ra vườn rồi, chạy xuống dưới lấy nhanh, lấy nhanh món đồ. Đây là một món đồ để các bạn có thể trốn thoát được khỏi nhà ông ta. Oh my god, bị ông ta bắt rồi. Nhưng không sao, mình có món đồ trên tay. Sau đó thì mình sẽ tháo, và tháo hết đinh ra. Ok, mình sẽ chơi ông ta. Chạy thôi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang được game tiếp theo. Đây là một tựa game thuộc thể loại horror game. Let's go. Rồi, mình sẽ mở những cái phát sáng ở đây ra. Đặt những cái túi ở đây. Tiếp tục. Ở trong này thì có một bà ma, nhưng mà bà ta chỉ đi được xung quanh lan can này thôi. Còn lại bà ta không vào được các phòng, cho nên khi các bạn vào trong phòng thì các bạn sẽ không phải sợ bà ta làm gì. Các bạn cố gắng thu thập những chữ số, những con số và những cái túi, túi tiền, 20 túi tiền và thu thập những con số thì các bạn mới mong được thoát khỏi được nơi này của bà ta. Rồi, mình sẽ thu thập con mắt. Con mắt này để cho là các bạn nhìn xem bà ta đang bay hướng nào và đi hướng nào. Rồi, mình sẽ bắt tay vào gần đây. Ok, chạy thôi. Bà ta có thể là xuống dưới. Let's go. Rồi, mình sẽ xem bà ta đang ở đâu. Bà ta đang trên tầng 2. Vậy thì mình sẽ xuống dưới tầng hầm này. Không có gì ở trong này. Ờ, bà ta đang xuống dưới đây rồi. Ok, let's go, xuống đâu. Rồi, mình sẽ chạy luôn. Rồi, các bạn chạy lên luôn tầng 2. Sau đó các bạn truy tìm tất cả những chữ số và 20 túi tiền. Rồi, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ 3, Grandi Chapter 2 của hãng Divilos. Play. One day. Ok, mình sẽ mở cánh cửa ra. Sau đó thì mình sẽ lên luôn trên tầng. Wow, wow, wow. Mình sẽ đập đầu ra. Cho bà kê xuống dưới luôn. Chạy thôi. Wow, wow, wow.
May mà bà ta gọi là không đi thẳng. Nếu mà đi thẳng là mình sẽ bị bắt ngay. Rồi, mình đã lên trên tầng 2. Ok, xem trong này có gì không. Đây là một khẩu súng điện. Lao nháo là mình bắn ngay. Đây là quyển sách các bạn học lái máy bay. Okay, let's go. Mình sẽ đi nhẹ nhẹ xuống đây. Mong sao không gặp ai. Rồi, chui vào đây và mở nước ra. Cho cái nước ở đây thoát ra. Không có một con quái vật, rất là khỏe luôn. Các bạn đi qua là nó sẽ cắn chết. Okay, let's go. Đây là đứa con của ông bà ấy. Let's go. Không biết chỗ này mình mở chưa. Xem có gì trong này không. Không có gì. Một miếng thịt. Mình sẽ cho đứa con ăn. Rồi. Oh my gosh. Đây, các bạn sẽ phải lấy cái này. Lúc đó thì các bạn sẽ phải bảy cái hai cái tấm ấy lên. Ok, mình sẽ xuống dưới. Oh my gosh, hai vợ chồng đi cùng nhau. Wow, 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 wow. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang game thứ tư, Zone Quest Hero. Let's go. Ha 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 ha!
Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang đến tiếp theo. My Micros. Đây là một tựa game thuộc của Lego. Lẹ thôi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Granny Developer. Continue, let's go. Day 1. Khi bạn ném vào một cái gì đó thì bà ta sẽ nghe tiếng và lên luôn. Bà này đi rất nhanh nhé các bạn nhé. Cho nên các bạn phải cẩn thận. Mình phải thật nhanh chóng thôi. Nếu không thì bị bà ta bắt ở đây thì chết. Khi bà ta bắt các bạn thì các bạn sẽ bị bà ta vụt què một chân. Và các bạn đi khập khiễng. Và càng bị bắt nhiều thì các bạn đi càng khập khiễng nhiều hơn. Ok, mình sẽ để cái này vào đây. Sau đó thì mình sẽ lại chui lại và lấy thêm một món đồ nữa. Tài như vừa đặt một cái bẫy. Một cái bán súng ở đây. Thank you.
Oh my gosh. Hóa ra bà ta đập một cái bẫy ngay đây. Oh my gosh. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Stickman Equip Line. Ok, mình sẽ lấy cái bật lửa này. Xem bật lửa này như thế nào. Báo cháy luôn. Nhưng mà không ai biết. Cháy luôn cả nhà luôn. Ok, mình sẽ lấy cái này đi. Ok, let's go. Rồi, mình đã biến thành tên cướp luôn. Và lại trốn thoát ra khỏi đây rồi. Tiếp tục nào. Wow, anh chưa đánh xử lý mình luôn. Rồi, mình sẽ chọn cái mũ đi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, It's Horror Cloud. New game, Chapter 2. Ok, let's go. Rồi, và mình sẽ đi về trong sau đây. Đây là một nơi mà của ông gã hề. Ông ta xây dựng. Và ông ta gọi là giam giữ người, sau đó tra tấn, đánh đập dã man luôn. Bây giờ thì mình sẽ phải tìm cách để phá tan nơi này. Rồi, mình phải đào sâu vào trong đây đi. Xem có gì không. Một viên đá, mình cầm luôn. Sau đó thì mình sẽ phải tìm cách để mở cánh cửa đá ra. Mình sẽ tua luôn đoạn này. Đây là đoạn nói chuyện giữa cô gái và mình. Ok, let's go. Chiếc chìa khóa này để mở cánh cửa này ra. Sau đó mình sẽ phát xéo vào trong xem. Xem có mấy cái máy khoan không. Không có máy khoan đây. Ok, lại ra ngoài thôi. Mình sẽ đi vào sâu trong này. Mình khoan đây rồi. Mình sẽ lắp này. Sau đó thì mình sẽ cưa những dây sắt mà ông ta trắng ở đây. Cầm luôn cái chiếc xẻng này. Sau đó thì mình sẽ lắp tầm gỗ vào đây. Ok, let's go. Một quyển sách gọi hồn. Yeah, ok.
Rồi mình sẽ đặt quyển sách này vào chỗ ngôi sao này. Và khi đó thì sẽ có một linh hồn ra nói chuyện với mình và tìm cách để làm sao để phá tan nơi này. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ quay lại. Let's go. Wow, vừa tụt chân. Rồi mình sẽ lên lại. Các bạn sẽ dùng hai cái trái bom này đặt vào hai cái bình khí ga. Đây là bình đầu tiên, bình thứ nhất và một bình ở bên trong đấy nữa. Mình sẽ đặt bình thứ hai vào đây. Ok, sau đó thì mình sẽ chạy thôi. Let's go. Kín cửa rồi. Boom. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.